Hôm nay mình sẽ chia sẻ cách xào rau bí với tỏi làm sao cho rau của chúng ta nó vẫn giữ được cái độ giòn và rất là ngon và ngọt nhá và thơm nữa. Bây giờ các bạn chuẩn bị cho mình rau bí để dùng cái cảnh rau bí xào thì nó sẽ ngon hơn. Và cái ngọn thôi dùng không dùng lá, lá thì chúng ta có thể dùng nấu canh hoặc luộc. Và mấy ít tỏi, bây giờ mình băm tỏi đi để mình đi xào với rau nhá. Rau bí khi làm sạch rồi thì để ráo nước và bây giờ mình băm tỏi và mình đi xào luôn. Ở đây mình dùng mỡ lợn để mình xào hay là mỡ heo đấy. Các bạn cho mình khoảng 2 thìa ăn phở vào. Cho nóng lên thì mình sẽ cho cái phần tỏi băm vào. Cho một nửa thôi. Một nửa còn lại khi xào gần được thì mình cho. Để cho nó giữ được cái độ thơm, độ ngon của tỏi. Muốn xào rau ngon thì khi xào chúng ta lên cho một chút dầu hào vào nhé. Khi nó thơm lên như này rồi nhé, các bạn đổ hết cái phần rau vào cho lửa to nhé, để cho nó không bị tanh hay bị vàng đâu. Cho mình một chút muối vào để cho giữ được cái độ xanh của rau. Cho muối vào sớm nhé. Giờ các bạn đảo lên cho mình ngấm muối vào rồi ngấm dầu ăn. Bây giờ các bạn cho mình thêm một chút hạt đen nữa vào, khoảng nửa thìa cà phê nữa vào, thay bột ngọt thì mình cho hạt lên. Và bây giờ cho luôn 2 thìa cà phê dầu hào vào để cho nó ngon mà nó sánh hơn. Cứ đều nhé. Bây giờ mình sẽ đảo đều lên. Và trước khi tắt bếp thì các bạn cho mình thêm một chút xíu nước mắm để cho nó thơm. Và bây giờ mình cho hết cái phần tỏi còn lại vào nhé, để mình xào nhé. Xào này nó rất là nhanh đấy. Mình cứ mà các bạn phải cho lửa to nhé, để rau nó săn và nó không bị vàng nữa. Rau sắp được rồi đấy. Khi mà được rồi nhé, thì các bạn dưới như mình tái giọt nước mắm nhé, không nhiều nhé, để cho nó thơm nhé. Và bây giờ đảo lên và tắt bếp nhé. Và mình xong cái rau bí xào tỏi này. Rất là đơn giản, nhưng mà cái vấn đề là ăn với cơm trắng của miền Bắc ấy. À, cho kiểu miền Bắc này á, thì ăn với cơm rất là ngon ấy. Rồi, bây giờ mình sẽ tắt bếp. Các bạn nhìn thấy không? Rau rất là săn và ngon. Cho ra đĩa và đi thưởng thức không? Nếu mà các bạn xào bằng cái chảo sâu lòng ấy, và xào bằng bếp ga công nghiệp ấy, thì nó sẽ không còn một chút xíu nước nào. Còn nếu mà xào trong gia đình này nó sẽ ra một chút nước nhé. Nhưng không sao cả, cái nước này chúng ta dưới ăn với cơm rất là ngon ạ. Đây các bạn sẽ có một món rau bí cực kỳ ngon như này nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo của mình nhé.